10 dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều dù không nói ra. Nếu chàng thường xuyên nói anh yêu em, bạn sẽ không phải thắc mắc những dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều. Thực tế, đàn ông dùng hành động thay lời yêu mới dành cho bạn những tình cảm chân thành nhất. Không nhất thiết phải nói lời đường mật như những bộ phim ngôn tình. Dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều còn thể hiện qua hành động, sự quan tâm, thấu hiểu. Liệu bạn có đang nghĩ oan chàng không? Chỉ vì anh thuộc tuýp người thích hành động. 10 dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều dưới đây sẽ giúp nàng trả lời được câu hỏi anh yêu bạn nhiều đến mức nào đấy. Thứ nhất, dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều qua ánh mắt. Ánh mắt là một trong những dấu hiệu chứng tỏ chàng yêu bạn dễ nhận biết nhất. Thông thường phái mạnh sẽ tự tin nhìn thẳng người đối diện khi giao tiếp. Tuy nhiên, nếu khi nhìn vào bạn chàng lại có vẻ ngại ngùng hoặc bối rối, thì hẳn là trái tim anh đang rất đập mạnh trước bạn đấy. Ngoài ra, dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều còn thể hiện rõ ràng qua ánh mắt dịu dàng, ấm áp khi anh nhìn bạn. Thứ hai, anh ấy yêu mọi thứ thuộc về bạn. Dấu hiệu chàng yêu bạn thật sự là anh trân trọng hết mọi điều thuộc về bạn, dù đó là khuyết điểm hay ưu điểm. Anh không có sự rạch ròi rằng bạn đẹp hay xấu, mập hay ốm, cao hay gầy. Thậm chí những vết sẹo, vết mụn trên mặt bạn chàng cũng không ghét bỏ. Thứ ba, chàng muốn mang niềm vui đến cho bạn. Đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ muốn thấy bạn mỉm cười. Chàng luôn cố gắng làm những thứ nhỏ nhặt vì bạn, như tặng những món quà nhỏ, kể chuyện hài hước hay chọc yêu. Bên cạnh đó, đàn ông có xu hướng thích những bộ phim hành động hơn là những bộ phim tình cảm sướt mướt. Nhưng một khi yêu bạn, anh sẽ vui vẻ chấp nhận xem bộ phim lãng mạn mà bạn rủ chàng xem cùng. Và nếu một chàng trai luôn cố gắng tạo niềm vui và mang đến nhiều hành động thú vị cho bạn, hãy luôn trân trọng anh ấy nhé. Đây chính là dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều đấy. Thứ tư, chàng dành nhiều thời gian cho bạn. Ngày nay, phái mạnh phải chịu rất nhiều stress vì công việc, tài chính, cho đến gia đình và các mối quan hệ ngoài xã hội. Song người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để sắp xếp công việc và dành thời gian ở bên cạnh bạn nhiều nhất có thể. Chàng có thể dành ngày nghỉ quý báu của mình để đi du lịch cùng bạn hoặc làm điều bạn thích như xem phim, mua sắm, nấu ăn. Đây chính là dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều, bởi anh ấy chỉ muốn dành thời gian trống để cùng bạn làm nhiều điều nhỏ nhặt. Thứ năm, luôn thấu hiểu và tôn trọng bạn. Một người đàn ông tốt sẽ lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nửa kia. Anh thường để tâm đến sở thích, tâm tình, quan điểm và lối sống của bạn. Thậm chí chàng còn học cách lắng nghe và đặt mình vào vị trí của bạn để thấu hiểu. Thứ sáu, tâm sự với bạn về cuộc sống, chuyện riêng tư. Hầu hết đàn ông sẽ không nói chuyện nhiều với người họ không quen hoặc không quan tâm. Họ đặc biệt ngại chia sẻ những điều nhỏ nhặt như chuyện gia đình và cuộc sống với người khác phái. Vì thế, dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều là anh mở lòng tâm tình với bạn về những cảm xúc riêng tư sâu thẳm. Đây là một trong những điều phụ nữ cần đặc biệt để tâm khi xác định tiến tới hôn nhân với chàng. Bạn sẽ không muốn yêu phải một người chồng vô tâm, chỉ giữ mọi chuyện cho riêng mình, phải không? Thứ bảy, chàng thích chạm vào người bạn. Đàn ông chân thành thường không nói anh yêu em hay dùng lời hoa mỹ để khen hoặc an ủi bạn. Họ thông qua những hành động như nắm tay, ôm hôn, vuốt tóc để biểu đạt cảm xúc của mình. Khi chàng nắm tay bạn, có nghĩa là chàng muốn thấu hiểu, tôn trọng và chăm sóc bạn. Đây là một trong những bản năng của những người yêu nhau. Thứ 8, anh ấy sẵn sàng từ bỏ
thói quen xấu vì bạn. Dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều là khi chàng sẵn sàng từ bỏ những thói quen xấu đã hình thành từ lâu. Một người đàn ông có thể hạn chế hút thuốc, bỏ uống rượu, chăm tập thể thao, quét dọn nhà cửa. Vì bạn thì quả thật là người đó yêu bạn rất thật lòng. Chàng sẽ cố gắng trở nên hoàn hảo hơn trong mắt bạn và người xung quanh để bạn tự hào. 9. Chàng sợ mất bạn. Dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều. Dấu hiệu chàng yêu bạn hơn chính bản thân mình là anh ấy luôn cố gắng làm mọi cách để bạn không rời bỏ hay lựa chọn chia tay. Anh sẽ chủ động lảng tránh những bóng hồng khác xung quanh, giải quyết mối xung đột giữa bạn và người nhà chàng, hay từ bỏ những thói quen làm bạn phiền lòng như hút thuốc, uống rượu, tiêu xài hoang phí. 10. Chàng sẵn sàng giới thiệu bạn với người thân, bạn bè. Đây là cách nhận biết chàng yêu bạn thật lòng chính xác nhất. Một người đàn ông thật sự nghiêm túc với bạn sẽ luôn sẵn lòng giới thiệu bạn với người thân, bạn bè và các mối quan hệ bên ngoài xã hội. Anh muốn mọi người xung quanh biết mình đang hạnh phúc rất nhiều khi được ở bên cạnh bạn. Dù đi đâu và đi với ai thì chàng cũng muốn đưa bạn đi cùng, chứ không che giấu mối quan hệ. Anh thậm chí còn luôn đối xử tử tế và có trách nhiệm với gia đình và bạn bè của bạn. Thay vì bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, nhiều chàng trai thường chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động. Vì thế, nếu bạn muốn tìm kiếm một người đàn ông phù hợp và yêu thương mình chân thành thì hãy chú ý đến 10 dấu hiệu chàng yêu bạn rất nhiều trên đây nhé. Cái bẫy của sự thoải mái. Có một chú chuột ở trong một hũ xung quanh đầy là gạo. Hàng ngày chuột cảm thấy cuộc sống thật an nhàn, và thế là chú chỉ nằm yên đấy hưởng thụ. Không lâu sau, hũ cạn hết gạo. Lúc này chú mới nhận ra bản thân từ bao giờ đã ở sâu dưới đáy hũ và chẳng thể nào bật ra ngoài được nữa. Một mình trong miệng hũ rộng lớn, chuột chỉ biết lực bất tòng tâm nhìn ra ngoài mà khóc. Người trẻ hay bất kỳ ai vẫn còn khả năng nỗ lực nên ghi nhớ. Ở trong độ tuổi có thể chịu được thử thách của cuộc sống, đừng lựa chọn thoải mái an nhàn. Còn học được thì phải cố gắng học đến nơi đến chốn, liên tục phát triển cả về tâm, trí tuệ. Tuổi trẻ mà, đừng để rơi vào những cái bẫy mang tên thoải mái, rồi nầm tưởng đó là sự ổn định, để rồi hối tiếc về một thời tuổi trẻ đã qua. Tuột dốc thì dễ, neo dốc mới khó.